JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. JK Audio hôm nay giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc một giải pháp chống hú cho dàn karaoke gia đình. Vâng, điều mà gây rất là khó chịu cho người hát mỗi khi gặp rú rít. Vâng, thì đó là giải pháp gì thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến các bác trực tiếp luôn đây ạ. Vâng, đó là giải pháp về một cái bộ chống hú Feedback XTR 2.0, chế độ chống hú 2 nhân thế hệ 2019, thế hệ mới bây giờ. Vâng, hiện nay mà một người hát karaoke gia đình gặp cái vấn đề trục trặc, đó là hú rít mà không làm cách nào để khắc phục được. Vâng, bởi gây ra rú rít đó là những cái giải âm cao, giải âm chép gây ra nhiễu đến mic rất là nhiều. Vâng, một điều nữa là cũng do những đôi loa có những giải chép rất là nhạy và gây ra cho mic những cái độ hú rất là khó chịu. Vâng, thì hôm nay bên em đưa đến giải pháp, đó là cái chống hú feedback XTR 2.0. Tác dụng của cái feedback này, chống hú XTR 2.0 này, là cắt toàn bộ tần số cao mà gây cho mic bị rú, rất là hiệu quả và đem đến cái sự thoải mái cho người hát rất là nhiều khi mà trong một bài karaoke không gây rú rít. Vâng, thì đây là cái phía trước quý vị và các bạn, đây là cái chống hú feedback XTR 2.0 là bên em đang phối ghép trực tiếp với cái mic WeWood M8+ và một cái vang cơ lai số WeWood VHL TF9 Plus hỗ trợ cổng quang và một cái đẩy Kisoka 950. Thì bên em về rất là nhiều, thì đây là bên em bỏ tạm ra đây ba sản phẩm để giới thiệu đến các bác. Vâng, quay lại chủ đề chính đi ạ. Vâng, chống hú feedback XTR là giải pháp tối ưu nhất cho các bác về chống hú, đem lại hiệu quả rất cao luôn, xử lý chip 2.0. Về hình thức kết nối thì cũng rất là đơn giản. Sau đây em sẽ quay phía sau cách kết nối mà nhiều bác cũng thắc mắc là không biết kết nối cái chống hú này với cái mic và vang và đẩy hoặc là với âm ly. Thì hôm nay bên em tiện sẵn đây, bên em hướng dẫn cách kết nối với vang. Vâng, đầu tiên thì hình thức kết nối phối ghép thì là các bác để cái mic không dây trước ở bên trên, sau đó đến cái chống hú feedback 2.0 và sau đó là xuống vang, đi xuống vang. Thì khi mà tín hiệu từ mic đi xuống cái chống hú nó đã xử lý toàn bộ giải tần số cao, cắt được chống hú và sau đó đưa xuống vang, thì là cái giải âm rất là trong trẻo và được xử lý chống hú rồi ạ. Đấy là cách kết nối phía đằng trước. Đây em quay ra phía sau các bác nhé. Vâng, thì đầu tiên đó là cái mic ở trên cái chống hú feedback XTR 2.0. Thì tất cả những sản phẩm này bên em sẽ tặng dây jack kết nối anh nhé, các bác nhé. Vâng, thì đầu tiên đó là cái jack Canon đực cái. Vâng, ở đằng sau cái mic không dây bao giờ cũng có hai cái jack Canon đực cái để cho tín hiệu ra. Tín hiệu ra sau đó là các bác đưa vào cái chống hú này. Chống hú đây ạ. Đây là phía sau chống hú các bác nhé. Đây là feedback 2.0XTR đấy ạ. Rồi tín hiệu vào này, hai jack Canon đực này. Đây ạ. Sau đó các bác chuyển bằng hai jack Canon cái ra đầu 6 ly. Những cái thiết bị này bên em sẽ tặng cho các bác nhé. Sau đó các bác đi xuống vang. Đây là hai cái dây này, em đi xuống vang này. Đây. Đi xuống vang bằng cái jack 6 ly này. Đây ạ. Như vậy là cách kết nối của cái
trong hộp feedback với cái mic không dây đã hoàn thiện, và chúng sau đó là chúng ta đã trực tiếp trải nghiệm thôi ạ. Và sau đây em sẽ thử cái chống hú này cho các bác trực tiếp luôn để các bác trải nghiệm xem cái độ chống hú nó tốt hay không nhá. Vâng, sau đây em sẽ ví dụ cho các bác bằng cái mic M8 cộng WeWood. Đây là dòng mic cao cấp cho gia đình, chống hú tuyệt đối với cái chống hú feedback 2.0 XTR. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Vâng các bác nhé, đây là em ngồi rất gần đây ạ, cách loa chỉ có khoảng 50 phân đấy ạ, không hề có rú rít. Vâng, đấy là tác dụng của cái chống hú feedback cắt toàn bộ tần số cao gây rú cho mic mà cho chất âm cực kỳ trong trẻo. Và sau đây em sẽ gõ trực tiếp vào loa cho các bác xem. Đây là em gõ đây, trực tiếp vào chép luôn nhé. Đây là giải tần số cao mà rất gây cho mic rú rít. Em dí luôn vào chép. Đây, em gõ cho các bác trực tiếp luôn, không có một tiếng rú nào. Đây ạ, đây cách thực tế mà bên em đang kiểm tra cái chống feedback XTR 2.0 bản 2019. Em rất gần luôn ạ, em nói luôn ạ. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Vâng, em nói trực tiếp cho các bác gần loa luôn nhé. Đây là cái điều mà gây khó chịu cho người hát rất là nhiều mà không có cách nào thực sự khắc phục được. Thì hiện tại hôm nay bên em sẽ đưa đến giải pháp rất là tối ưu với cái chống hú feedback XTR 2.0. Vâng, sau đây em sẽ ngồi trực tiếp vào loa vừa alo thử để chống hú và thử trực tiếp vào chat cho các bác trải nghiệm. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Em thử trực tiếp vào chat cho các bác. Hôm nay bên em giới thiệu đến cho các bác giải pháp tối ưu cho dàn karaoke gia đình mà không gây khó chịu cho người hát. Cùng các bác nào muốn sở hữu cái chống hú feedback XTR 2.0 và 2019 thì các bác hãy để lại comment số điện thoại trên kênh YouTube Thiên Ca Audio sẽ quay lại tư vấn cho các bác trực tiếp. Còn hoặc các bác cũng có thể gọi trực tiếp đến sau Thiên Ca để được tư vấn. Vâng, thì hôm nay bên em đã giới thiệu chi tiết về cái chống hú feedback XTR 2.0. Vâng, sau cùng thì em xin phép dừng video và chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc các bác mọi miền Tổ quốc luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.